Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Lorion. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Lorion nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, anh nâng châu 1 ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắt châu 1 trước, vì đây là chiêu thức gây sát thương chính của Lorion. Khi kích hoạt, Lorion sẽ tung lôi cầu đến vị trí chỉ định, có thể tung 2 lần, lần thứ 3 sẽ thu hồi lôi cầu về bản thân. Mỗi lần lôi cầu di chuyển sẽ gây sát thương phép lên những địch trên đường bay qua. Sau khi tung lôi cầu lần 2, nó sẽ hình thành dây sét nối liền với điểm cuối và gây sát thương phép, đồng thời làm chậm những địch trúng chiêu. Khi lôi cầu quá xa Lorion, nó sẽ bay trở về trong cơ thể chủ nhân và giúp Lorion giảm thời gian hồi chiêu thức này. Kích hoạt chiêu 2 khi lôi cầu bên trong cơ thể, Lorion sẽ kích hoạt lôi cầu phát ra sóng xung kích, gây sát thương phép lên những địch lân cận. Kích hoạt chiêu 2 khi lôi cầu ở bên ngoài, Lorion sẽ được miễn khống chế và nhanh chóng lướt đến vị trí lôi cầu, có thể vượt địa hình và gây sát thương phép lên những địch trúng chiêu trong phạm vi. Chiêu thức này tối đa dự trữ được 2 lần. Khi kích hoạt chiêu cuối, Lorion sẽ tụ lực vào lôi cầu. Sau vài giây, lôi cầu sẽ bùng nổ, gây sát thương phép kèm hất tung những địch trúng chiêu. Nội tại, giúp sau khi tung chiêu 2 và chiêu 3 trúng mục tiêu, Lorion sẽ kích hoạt lôi cầu. Khi lôi cầu bên trong cơ thể sẽ gây sát thương phép liên tục lên các địch xung quanh trong vài giây, đồng thời giúp Lorion được hồi máu. Khi lôi cầu ở bên ngoài cơ thể, Lorion sẽ gây sát thương phép liên tục lên địch ít máu nhất trong phạm vi trong vài giây. Các chiêu thức của Lorion có sự liên kết với nhau rất chặt chẽ. Chiêu 1 với nhiều lần tung chiêu có thể trích bụi, cấu rỉa, tranh cướp mục tiêu và dọn lính từ xa rất tốt. Khi kết hợp với chiêu 2 sẽ giúp Lorion biến ảo và khó đoán hơn với khả năng lướt vượt địa hình. Qua đó cũng sẽ giúp Lorion tạo ra được nhiều pha outplay mãn nhãn. Còn về chiêu cuối thì đặc biệt quan trọng mà chúng ta sẽ cùng nhau nói trong phần combo. Về combo thì Lorion có rất nhiều combo chiêu thức khác nhau phụ thuộc vào lôi cầu ở bên trong hay bên ngoài cơ thể. Combo cơ bản theo kiểu điều chiêu cuối thì làm như sau. Sử dụng chiêu 1 lần 1 có thể đặt vào các bụi cỏ để giấu lôi cầu, sau đó bật chiêu cuối để tụ lực cho lôi cầu, tiếp tục dùng chiêu 1 đến vị trí muốn lôi cầu bùng nổ để gây sát thương kèm hất tung địch. Cuối cùng là dùng chiêu 2 băng vào để gây thêm sát thương và hồi phục cho bản thân. Có thể rút ngắn combo này bằng cách kích hoạt chiêu cuối đầu tiên để tụ lực cho lôi cầu, rồi dùng chiêu 1 lần đầu để điều hướng lôi cầu bùng nổ ở vị trí mong muốn. Combo cơ bản theo kiểu lôi cầu bùng nổ quanh bản thân thì làm như sau. Kích hoạt chiêu cuối đầu tiên để tụ lực lôi cầu, sau đó dùng chiêu 1 đến vị trí mong muốn, rồi bấm chiêu 2 để bay vào. Lúc này, lôi cầu bùng nổ, gây sát thương phép cần hất tung mục tiêu trúng chiêu. Bản thân Lorion cũng ở đó nên sẽ kích hoạt nội tại luôn. Lúc này tiếp tục dùng các combo, chiêu 1, chiêu 2 và đánh thường liên tục để gây sát thương. Và trong quá trình thực hiện combo, có thể kết hợp với tốc biến để giúp Lorion tạo ra được nhiều tình huống đột biến hơn. Và tốc biến cũng sẽ giúp Lorion cơ động hơn trong việc tham gia hoặc đào thoát khỏi giao tranh. Cái quan trọng nhất trong các combo của Lorion đó là tham minh được thời gian lôi cầu sẽ bùng nổ. Cụ thể là Lorion sẽ tụ lực trong 2 giây kể từ khi kích hoạt chiêu cuối thì lôi cầu sẽ bùng nổ. Ngoài ra, khi tụ lực, ở rear của lôi cầu sẽ có một vòng sáng. Khi vòng sáng di chuyển hết một vòng thì lôi cầu sẽ bùng nổ. Đó là hai cách để tham minh lôi cầu. Tuy là một thuần pháp sư, nhưng Lorion lại thường xuyên băng càn vào giao tranh để thực hiện những pha combo chiêu thức của mình. Đây đang xây dựng cho Lorion bảng phù hiệu Thánh Tuẫn để giúp Lorion chống chịu tốt hơn khi tham gia giao tranh. Cùng với đó là bảng ngọc semi phép để vừa giúp gây sát thương và chống chịu tốt hơn. Còn về trang bị, với vai trò pháp sư chủ lực đứng giữa, hãy khởi đầu với Lorion bằng giày kiên cường, tiếp đến là mặt nạ Berit, băng nhẫn Skadi, khương hiền triết, quyền trượng Rea và cuối cùng là quả cầu băng xương sẽ luôn phiên thay đổi với các trang bị bảo hiểm khác. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục mạnh, hãy chủ động lên sách Trion từ sớm để khắc chế địch. Đó là toàn bộ về Lorion mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nho nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Lorion. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.